Mình cho cha mà làm rằng đã có cốt nơi bên trong cởi này. Chúng vinh ca chọn trại tranh robot đã ra chân nam Philip Coutinho bị club Barcelona. Hai bà tê từ chỗ rút nơi club Juventus nơi khăn ông tìm sát đọt đỗ nơi bên khẳng mông. Mình cho cha mà làm rằng đã có cốt nơi khăn ông nơi trong sắp đàn này. Sai bóng ra bây giờ Brazil tiếp tục chấp contract chơi chương nơi bây giờ mà nền. Nâng bà tê từ lọc một căn club bản áp chi bà Barcelona. Tại có một sân miễn ở cả bàn lên pinh chương nội đài. Chỉ bị xé các băng hành khuôn nơi trong đất đồng bồn còn cả được nông bóng nạy chặt cả lúc Ronald Khmer. Hẹt Paul này hỏi có rút những miễn ca xong xảy thả. Rừng rào này ca chạy cho những bóng cô tình nhốt nâng miễn phía rồi khắp bùa. Bọn tay tạm ca bỏ sài nịp bên thamay thamay nị. Bịp những người rột cá bàn chân trò thả. Vì mình men chỉ ca bật lời. Bạp tạc căn bọt xâm phía mũi chứ mươi nâng bóng đô đê bô tì vô. Những người bóng cơ lá có với một phép bệnh chân năm này dạy thả. Nhóm mân toàn bàn tựa tuôn xâm nợ với tiếng ọ. Hồi dương có khuyên cầm rộng chạy chạy bí Barcelona nổ đài. Tôi tự vĩnh dương miên tùm nục chật thả Coutinho nâng ai bắt đầu ra đời cá đôi chốt chạy mũi nơi Barcelona. Cùng mình chạy thả Coutinho nâng ra đời cá ní. Tớp tay bằng hành khuôn bàn bàm bây bật cuộn rộng bàn bì cọp nâng AC bì lực nơi cá chỗ chương trăm tay. Pram rối buôn ở tiên bẩn nọ. Ôi mà chạy đây khém nụ. Khả nạc là có sạc cam tù tớ. Cứ miên chùm này chất tông mùi bọn ở tiên nọ. Messi bị tay bằng cao prova tại sao crop ball hand of God đội Maradona cao bị dục mình. Nơi cao prakut dục nhất từ lời club Osasuna nơi dục thương hạ tên. Cả là có Lionel Messi bị tay nâng thuốc ôi bị phốp lốc bảo toàn miên cao nhập ơi. Chỉ muốn những cao xâm đại tỷ tạm được dạy crop ball hand of God đã thu lọc đầy cô Maradona ai phụ bán cao bị ở tay đã cao. Crop ball hand of God bán cao lăng nâng nông bất tạc FIFA World Cup cho năm mùi bán phần buôn rối bát sắp bảo mùi. Bị đã dòng tín bán dục nhất từ lời crom chim rối chết ổng lê. Nơi bên nụ Maradona bàn họa tập ra đáy tế bà bên châu tiên tại mặt đồng. Bốn mình mình chỉ cả bà các bà tết nụ tế. Tại đời xa chùm non nụ một tôn miên video, VAO có ở nhà cần đáy bàn bà đo chút nơi crop ball ở tờ. Giang nà mình bà cổ lịch mong chùm nụ Barcelona tôn nâng Osasuna ở nè vinh. Nên là tì tìm một phê bàm bốn Martin Pritvet. Bàn sốt bà bà tốp tôn nâng nạy chạm tì khu nông bà bà cổ thân nè. Để thử ở bà hoa lăng tờ lờ xong đau châu tiên. Tại Messi, bạn họ một rìa riêng xe ca phía bóc cổng nhiều. Bên nụ kê khơi xa ca mà phép kê la có ở dòng tin, bị tài dục đáy tới 3 bát thèm tiền. Hỏi trong trường nội ní, kê mình chỉ bà thả, chỉ chết tên nào đó bọn Lionel Messi, trong bằng hát đâm bay đồng lực đòn lúc đề cố Maradona ở rước bẹp nà nổ lời. Bọn tài mà tiệm phía trang ở lời Twitter, kê bàn bắt đôi sạch bác một nị, sở đội điên tên nâng Hand of God rồi bỏ tay tại trường trả Maradona sẽ đánh bật mền. Cho xong rạp lục nạ bình, ta kết giang nế. Bạn chọn đi xây đọc cho nam, Ramos đã công tra chứ mươi cổng hôn xong bệnh kê la này kì, tại cho cách sân giá thơm mấy chứ mươi Adidas. Xe cả phía cho nam Sergio Ramos, bạn phương cáp bình chọc công tra đi dễ đọc cho nam, rồi viên lốt chứ mươi cổng hôn xong bệnh kê la khăn nạt dễ này kì. Hãy cả phía bệnh thơm mấy ní, kê xin kết khởi thả, kê la có Espanh ưu xa bằng hành khuôn nơi lơ tì liên vật ạt chứ mươi cổng bệnh chứng Adidas, đền lô khăn bệnh ở dễ bệnh cho nam một hơi. Cô đồng lực từ bình thái, cao bị khai cả nhà, Sergio Ramos ban bảo ca ông Pika bận chọc này xài chứ mỗi nâng này kì chụp lời ca. Hãy bận tỏ Pika bảo ca nú, cùng miễn cổng hôn xong bởi đại ca la có chỉ trần, chỉ dìm cho công trai chứ mỗi lục đồ chí Adidas, Under Armour, Puma, New Balance chỉ đâm. Tại tiêu bằng phót, lúc ban xâm ra chật cho công trai thơm mấy chứ mỗi nâng cổng hôn giữa Alamong Adidas, để miễn công trai rời dạy bèo dù chứ mỗi nâng cổng rưu mà thịt xa nạm. Hãy các bạn chạp vào đám phép sử dụng trường nâng bảo vệ xong bệnh kê la có Adidas phía bên nước phóng đài. Cụ thông Ole Gunnar đã tuyên con crom tiếng ổ, ở riêng sốt rừng mũi tam Bruno Fernandes. Kê la có Bruno Fernandes bán cho rùm chứng minh nâng crom bài xa cửa hôm Manchester United cao bị trong khai mẹ cả rách năm bí bọn ở phầy. Bị club Sporting CP, nông đồng lại bất tế bà mạng 25 liên ở rô. Chà bị bên một lên nơi tức đây ổng lệ, Bruno bàn bị bọt khuôn bàn giang lô bà sơ, nâng khai chiếc cùng lăng snow này cồng, bọn tỏ bị bàn bằng hành khuôn chứ mươi nâng Manchester United trăm rời dạp bên khai bà nọ. Tẹ tốn tên nâng xe mặt tập hiệp đó lô ở bọc xe bóng ra khẳng lờ, cựu bóng vật lô Ole Gunnar Solskjaer có bàn đá tươn côn cồng đỏ tế tiền, ở bà chơi dìm riêng sốt tam Bruno này cùng lăng smart đầy nâng chi liếm lên chiếc cồng. Bà tất cả nạn xa bỏ đồng miễn, cựu bóng vật khăn lơ này dạy thả. Khi
្ញុំចង់ឲ្យកីឡាករទាំងអស់ទទួលខុសត្រូវសម្រាប់តំណែងរបស់ពួកគេនិងអាចជំនួសតំណែងគ្នាខ្លះនៅពេលដែលចាំបាច់ព្រោះពួកយើងប្រកួតជាក្រុមនិងមានគោលដៅតែមួយដូចគ្នានោះគឺយកជ័យជំនះជូនក្រុមលោកបន្ថែមថាខ្ញុំធ្លាប់គិតថាពេលខ្លះកីឡាករគួរតែលេងឆ្លាស់តួនាទីគ្នាខ្លះនៅលើទីលានតែ Bruno គឺតែងតែធ្វើបែបនេះហើយគេថែមទាំងជួយណែនាំមិត្តរួមក្រុមដទៃទៀតផងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាកីឡាករដទៃទៀតអាចយកតម្រាប់តាម Bruno រៀនសូត្រនិងពង្រឹងផ្នែកស្មារតីក៏ដូចជាឆន្ទៈផងដែរភ្នាក់ងារផ្ទាល់ខ្លួន Coutinho ចេញមុខទម្លាយច្បាស់ច្បាស់ពីអនាគតរវាងគេជាមួយនឹងក្លឹប Barcelonaកាលពីពេលកន្លងទៅមានចចាមារ៉ាមជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងហ្វីលីបកូទីញ៉ូអំពីការចាក់ចែងពីក្រុម FC បាសេឡូណានៅពេលទីផ្សារដោះដូរកីឡាកររដូវរងាបើកទ្វារតែយ៉ាងណាមិញពាក្យចចាមារ៉ាមទាំងអស់នោះត្រូវបានធ្វើការច្រានចោលទាំងស្រុងពីសំណាក់ភ្នាក់ងារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កូទីញ៉ូលោកកៃចូរ៉ាប់ឆែនបានប្រាប់ទៅកាន់មណ្ឌលដេពូទីវ៉ូថាបច្ចុប្បន្នកីឡាករប្រេស៊ីលមិនធ្លាប់គិតចង់ចាក់ចែងពីទឹកដីខេមនូសោះឡើយពោលគឺនឹងបន្តដំណើរជាមួយនឹងក្រុមដែលមានបន្តទៅទៀតប្រាប់ទៅកាន់ប្រភពដដែលលោកចូរ៉ាប់ឆែននិយាយថាខ្ញុំមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានអ្វីទាំងអស់ហើយពួកយើងក៏មិនដែលគិតអំពីការចាក់ចែងពីបាសេឡូណាដែរពួកយើងមានតែរំពឹងថាកូទីញ៉ូនឹងអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតឲ្យមានរដូវកាលដ៏ជោគជ័យមួយគួររំលឹកដែរថាសម្រាប់រដូវកាល 2020-2021 នេះកូទីញ៉ូបង្ហាញខ្លួនបាន8ប្រកួតរកបាន2គ្រាប់និងអេស៊ីបាន2លើកហើយកីឡាករវ័យ28ឆ្នាំក៏ទើបតែនឹងជាសះស្បើយពីការរបួសក្រោយសម្រាប់ព្យាបាលអស់រយៈពេលទៅដល់26ថ្ងៃផងដែរអាណុលក៏សរសើរសមត្ថភាពកីឡាករឆែលស៊ីម្នាក់ថាអាចខ្លាចខ្លួនជាកីឡាករល្អបំផុតមួយនៅក្នុងលីងកីឡាករ Trent Alexander Arnold បានសារភាពថាខ្លួនពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះទម្រង់លេងនៃខ្សែការពារ Oric Jam របស់ក្រុមតៅខៀវ Chelsea ហើយជឿជាក់ថាកីឡាកររូបនេះនឹងអាចក្លាយជាកីឡាករល្អបំផុតមួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ជាក់ស្ដែង Alexander Arnold បានបង្កើតខ្លួនជាខ្សែការពារស្ដាំឆ្នាំបំផុតម្នាក់នៅក្នុងពិភពលោកនាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះពោលគឺចាប់តាំងពីគេបានបង្ហាញខ្លួនឲ្យក្រុមហុងក្រហម Liverpool នៅឆ្នាំ2016មកប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាកីឡាករវ័យ22ឆ្នាំនេះបច្ចុប្បន្នកំពុងជួបបញ្ហារបួសហើយត្រូវស្នាក់នៅក្រៅទីលានរយៈពេលយូរមួយដែលវាហាក់បានផ្តល់ឱកាសដល់តារាឆ្នាំវ័យក្មេងរបស់ក្រុម Chelsea គឺកីឡាករ Rick James បន្ថែមការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងការដណ្ដើមយកកៅអីលេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសសម្រាប់មុខតំណែងការពារស្ដាំនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះ James ហាក់ទទួលបានភាពរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរនៅក្នុងក្រុមតៅខៀវ Chelseaបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលនៅរដូវកាល 2018-2019 ក្នុងលក្ខខណ្ឌជ័យជើងជាមួយនឹងក្រុម Vegan Athletic ហើយបច្ចុប្បន្នកីឡាករវ័យ20ឆ្នាំរូបនេះកំពុងក្តាប់ដំណែងជាកីឡាករលេងទៀងទាត់មួយនៅក្នុងក្រុមរបស់លោក Frank Lampard យ៉ាងណាមិញកីឡាករ Arnold បានធ្វើការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះមិត្តរួមក្រុមជម្រើសជាតិរបស់គេរូបនេះហើយថែមទាំងបានបញ្ជាក់ផងដែរថា James នឹងមានអនាគតភ្លឺស្វាងហើយអាចក្លាយជាខ្សែការពារដ៏ឆ្នើមម្នាក់នៅក្នុងពិភពលោកផងដែរលើសពីនេះ Arnold បាននិយាយទៀតថាគាត់គឺជាខ្សែការពារស្ដាំរបស់ចាំម្នាក់ហើយគាត់ប្រហែលជាកំពុងឈរនៅកម្រិតមួយជាមួយនឹងកីឡាករឆ្នាំឆ្នាំមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងលីកផងដែរគាត់គឺជាកីឡាករវ័យក្មេងហើយមានអ្វីៗជាច្រើនទៀតដើម្បីរៀនសូត្រប៉ុន្តែសម្រាប់ទេពកោសល្យនិងសក្តានុពលវិញគាត់មានរួចរាល់ហើយ